Hải xin chào ông bà cô dì chú bác và tất cả các bạn nhé đã và đang xem video trên kênh Hải và Thắng. Chúc mọi người một ngày mới an lành và sức khỏe. Ngày hôm nay thì Hải đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác một cái phiên chợ vô cùng là mộc mạc giản dị và giữ được nét nguyên sơ ở trên miền núi vùng cao. Đó là chợ Bảo Nhai thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hải đang có mặt tại một cái cầu Bảo Nhai và một con sông chảy. Chúng ta sẽ đứng ở đây quay một tí rồi Hải sẽ dẫn mọi người đi vào trong chợ để khám phá nhá. Xin mời ông bà cô dì chú bác nhá. Một cái khung cảnh buổi sáng vô cùng là ấn tượng các bạn. Núi non chập trùng và có thỉnh thoảng thì có những cái đám mây đang lập lờ trên sườn non. Cảnh đồi núi sông nước các bạn. Mùa này mùa mưa lên sông chảy, Hải thấy là nước nó cũng khá là to. Và ngày hôm nay mình thấy là có nhiều chuồn chuồn các bạn. Người ta bảo chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Ngày hôm nay nó bay đang bay lơ lửng ở trên cầu này. Không biết là chắc là nắng các bạn, bởi vì là bây giờ là mình thấy là trời có ánh nắng rồi. Bà con bây giờ thì đang đi chợ, đang đi chở hàng và tí đi vào chợ để dọn hàng. Đấy, cái khung cảnh này cũng khá là đẹp các bạn. Có sông này, có núi này, có mây này. Khá là đẹp. Hai bên thì cây cối, lũy tre. Một buổi sáng trên vùng cao vô cùng là ấn tượng các bạn. Mộc mạc giản dị và bình yên. Cái khung cảnh ở trên cầu Bảo Nhai. Thôi bây giờ thì Hải sẽ mời ông bà cô dì chú bác đi vào trong chợ nha. Ôi ở đây thì mình thấy là có hai anh đang bán cái tổ dì các bạn. Đấy, đang ngồi đây này các bạn này. Mình sẽ đến xem nhé các bạn nhé. Xem hai anh bán gì đây. Ồ. Ôi em chào hai anh nhá. Chào anh. Ôi anh bán nhiều tổ ong chưa? Đấy, ở đây anh nhiều ong chưa này các bạn này. Cái này ong nhộng nhỉ anh nhỉ? Ôi. Cái này mình bắt ở trên rừng chứ. Ồ. Nhiều lắm các bạn, anh ấy hẳn một thùng xốp to. Ở đó cứ tầng 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 nhỉ. Tổ này vẫn chưa to hết cỡ đâu nhỉ. Một cái tổ này thì khoảng bao nhiêu tiền một cân ạ? 260 một cân ạ. À 260. Cái này ăn béo lắm ấy nhỉ. Đây ăn ấy hẳn thùng xốp này các bạn này. Đây, anh ấy lót cái rơm vào cho nó đỡ dập. Loại này có nuôi được không nhỉ? Có nuôi được. Không nuôi được á? Có. À có nuôi được à? Nhiều nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, cứ 260 một cân. Đây ui. Chắc chỗ này anh tổng nó cũng phải rơi vào tầm 20 cân, hơn 20 cân đấy. Tổi to này các bạn này. Đấy được cái mình là ở quận là thì cái này là về lăn xả ớt nhỉ. Vâng. Uống rượu thì thôi rồi. Cái này là kiểu như kiểu tăng cường sinh lý đấy. Bởi vì uống cái này nó nóng anh nhỉ. Cái này phải lấy ống dài kia. À ui đây là tổ to chưa? Ống đất. Cái này ống đất á? Ừ. Ủa thì còn lòng to mới nhỉ. Buổi sáng các bạn, mình đang có mặt tại tại cầu Cốc Ly, cầu Bảo Nhai, cầu Bảo Nhai, thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ủa ôi tổ kia to chưa? Tổ đấy chắc là phải 3 cân rưỡi, 4 cân. Đấy, tổ này chắc là to nhất đây các bạn. Nhìn thích nhá. Đấy, anh ấy bày ở đây để... Hôm nay là có phiên chợ nhá, nhưng mà anh ấy không ra chợ bán mà anh bày ở cầu. Lý do là ở cầu đó nhiều người qua lại, có nhiều khách đi qua lại nên bán nó dễ hơn. Chợ nó bán không ăn được. Vâng. Ăn rẻ, đồ rẻ hơn. Vâng. Đấy. Nhiều chưa? Đây, mình sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem này.
Ơi, ông nhộng to chưa? Cái này là tổ ong đất anh nhỉ? Cái đây cũng là ong đất. Ừ, ong đất to. Đây, con nhộng to chưa? Và cái con của nó cũng cái con trưởng thành nó cũng to nhá. Cái này là người ta hay ngâm rượu. Cái con mà nó con có cánh rồi ấy, có cánh ấy thì mới ngâm rượu. Con non này để ăn thôi. Đây con này có cánh, con này đen này các bạn này. Đấy. Con này nó ra đốt chết. Đây các bạn này. Này. Con to chưa? Mình không dám cho nó ra luôn. Đây. Ui to lắm các bạn ơi. Tí nó chui ra đấy, kiểu gì nó cũng chui ra các bạn. Lấy này có bao giờ bị đốt không anh? Có chứ. Đây. Nhiều thật đấy các bạn. Đây, tổ này một tổ to nhất này. Đấy, xong đến tổ này này các bạn này. Tiếc nhỉ các bạn nhỉ, cái loại này không vận chuyển về Hà Nội hoặc là miền Nam được. Bởi vì là chuyển này là phải cẩn thận, không nó dập con là nó bị hỏng. Chuyển được về mà. Chuyển được về á? Ừ. Đóng thùng xốp nha. Con này to. Béo thật đấy các bạn. Béo nhúc. Này. Đấy, chỗ này béo chưa? Nó tròn béo. Giờ cứ lăn xả ớt thôi. Xong ngồi uống rượu. Ngoài món đấy ra còn món nào nữa không nhỉ? Chắc không ý nhỉ? Thường thường là nhộng này chỉ rang lên thôi, gọi là rang ấy. Rang với sập với Buổi sáng nhé các bạn nhé. Ngay buổi sáng là mình gặp này hai anh bán những cái tổ ong. À, hình như là có khách đến mua này các bạn này. Đấy, có khách đến mua xem mà. Bác ấy chọn ong gì? Đấy. Tổ bác ấy bao nhiêu lạng anh? 9 lạng ạ. 9 lạng à. Ông đấy phải ong đất không ạ? Đúng rồi. À, ong đất à. Ôi, đây có khách này. Mua ong đi bác ơi. Có cả ong đất và ong kia nữa. Mua về để lăn xả ớt. Ôi chuyển khoản không ạ. À, anh này đã chốt được tổ 9 lạng này nha các bạn nhé. Cái này về làm món gì được anh? Ăn mua hộ thôi. À, mua hộ à? Chưa biết làm món gì đúng không? Nói chung là cứ rang lên nhé, hoặc là lăn xả ớt đấy. Để ngon là... Thôi bây giờ thì Hải sẽ đưa cả nhà đi vào trong chợ phiên nhé các bạn nhé. À, bây giờ thì chúng ta đến chợ Bảo Nhai rồi các bạn. Hình như là có bác này đã về đây. Bác đi chợ về sớm đấy. Đã đi về rồi à bác? Vâng. Ồ, mua được nhiều đồ nhỉ? Ôi dồi. Nhưng mà bác đi sớm đấy. À, về sớm và... Không có tiền để đi về. Vâng, không có tiền à, mà mua nhiều quá. Đấy, chúng ta có mặt tại chợ Bảo Nhai nhé. Và chúng ta đang đứng ở ngoài đường các bạn. Đấy, cái khu vực chỗ xe máy đang đỗ cô bác áo hoa đấy là cổng chợ nhé. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ vào trong chợ sau các bạn. Bởi vì là bây giờ thì Hải muốn dẫn ông bà cô dì chú bác xuống khu vực người ta bán những cái con gà, những cái con vật nuôi như là chó này, rồi lợn này, và bà con bán nông sản, đặc biệt là ngô và lạc. Không biết là ngày hôm nay có lạc không, nhưng mà ngô kiểu gì cũng có các bạn. Là cổng chợ này. Ở đây bác đang dọn gì đấy? À, có hai con cún con các bạn. Chó hả bác? À, ở đây là, ô con đấy béo nhỉ? Con đấy to béo. Con đấy khoảng mấy trăm bác? Con này chắc là tầm 500 không ạ? 400 này ạ. Chưa đến là 400 đâu nhỉ? Đấy con này béo các bạn này. 4 mắt. Đây có một con này. Đấy. Có hai con. Và đặc biệt là mình thấy là bác ấy có quả mít này. Xem chín chưa nha các bạn nhá. Ui chín rồi các bạn. Mít dai nhá. Đây là mít ta hả bác? À, mít. À, có nghĩa là mít ta không phải mít Thái các bạn. Wow, người gần rất là thơm các bạn ơi. Bác đang buộc cái dây để buộc cái dây vào vai nó để cho nó đỡ chạy lung tung các bạn. Đấy, cứ tầm 300, 400 nhé các bạn nhé. Chợ Bảo Nhai buổi sáng các bạn. Ở đây thì đồng bào người Mông này
người dao này, đấy, người lùng này. Và ở đây mình thấy là người ta bán cả gà này, đấy. Gà ta. Đấy, khu vực này là người ta bán nhiều gà lắm các bạn, gà có hết, gà vịt, đấy. Gà ăn ngô. Và bên kia thì có ngan. Đấy. Cái thời gian này thì sắp đến rằm tháng 7 rồi các bạn ạ. Và bố mẹ thì cũng đưa các cháu nhỏ đi sắm quần áo này, giày dép này, cặp sách này. Bởi vì là cũng qua cái thời gian này thì là đến thời gian học sinh đi đến trường. Nên bố mẹ sắm dần các bạn. Hình như là bác này bác mua được con lợn này các bạn ạ. Một con lợn đen. Con này bác mua để bác? À. Con này tầm triệu mấy bác? Triệu rưỡi. Con này bác mua được 1,5 triệu được các bạn. Là đen nhé các bạn nhé. Đây này, ở bên trong này mình thấy là bà con bán rất là nhiều đồ. Có cả chó lợn nữa này các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ xem con lợn này. À đây, đây là lần lồng chó chứ các bạn. Đấy. Nhiều nhỉ? Đôi 4 6 8 con các bạn. Đấy, chó con. À, đây là những cái dòng chó phổ thông nhé các bạn nhé, những cái dòng chó thường ấy. Đấy, nó rơi từ 300 350. Đấy, bên này có lợn này các bạn này. Đấy, lợn đen. Đấy, bên này thì chó này, đấy. Bên kia thì chó màu đen, bên này thì chó màu vàng, màu xám. Đấy, những cái dòng chó thường. Đặc biệt là ngày hôm nay thì mình thấy ở khu vực này người ta bán gọi là gì nhỉ? Gọi là lông sản này. Lông sản của bà con. Xem bao này có gì nè. À, bao này có thóc này. Ở đây chắc là người ta không bán theo cân đâu nhỉ? Ví dụ mình muốn mua 1-2 cân về cho cô gái ăn ấy các bạn. Ở đây là người ta bán cả bao. Cái này có chị à? À, có bán theo 1-2 cân không? Chắc không nhỉ? Kiểu mình mua có một đôi cu gáy ấy, mua về cho nó ăn thóc ấy. Chắc là bán ít quá không bán đâu nhỉ? Ừ. Cái này thì bao nhiêu tiền một cân? Hả? À 11 à? À 11 các bạn. À 11.000 một cân đến 12.000 một cân. Đấy, thóc nhá các bạn nhé. Cái này thì người ta sàng sẩy rồi, mình thấy nó cũng không nhiều hạt, nói chung là mẩy các bạn. Những hạt lép không còn nữa, toàn hạt mẩy thôi. Không biết. Nhưng mà bạn có biết tên là gạo gì không? Gạo lương hay là gạo gì không? Có nhớ không? Cái này gạo ruộng. Gạo ruộng à? Nhưng mà gạo tên là ruộng là gạo gì nhỉ cháu? Gạo Điện Biên. Điện Biên ạ. Mình không mua gạo bao giờ, nếu mua thóc bao giờ nên không biết các bạn. Ờ, hôm nay ít ngô nhỉ? Mọi hôm mình thấy ở đây buổi sáng người ta bán nhiều ngô và lạc lắm. Nhưng mà hôm nay thì ít. Đây, bên này bán ngô này. Ngô này mấy mươi chị? 70 hay 75 ạ? 70 nhưng mà như kiểu ngô này ngô cũ rồi. Cũ thì giá rẻ. À, đây đây, nó cũng... Ngô này người ta đang báo giá là 70 cho bà con. Hôm nay ít ngô nhỉ? Hôm nay thấy Yên thấy ít, hôm nọ nhiều lắm. Mọi tuần này. Ngô nhé các bạn nhé. Cái này mua về cho gia súc ăn. Đấy. Cho gà rồi xay sát ra thành bột để cho động vật ăn. Ngô của bác này. Chắc chị đang gạ là 60, chị mua cả tất luôn ạ. 60 tại nhà. Bên này xem có gì nào. À, bên này người ta có lạc này các bạn này. Đấy, những cái củ lạc khô rồi nhỉ? À, chưa khô lắm ạ. Lạc đỏ nhé cả nhà nhé, đây này. Đấy, lạc đỏ này. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy lạc đỏ chưa? Lạc đỏ, đấy tay mình sờ vào bẩn hết rồi. Đấy. 17 ai em? 37 là như nào nhỉ? 37 nghìn một cân nhỉ? À, 37 nghìn một cân.
mà hôm mà người ta bán là mà hôm người ta bán là tươi là nó có 20, nhưng mà đây nó khô nhá các bạn nhé, khô nên là giá nó cao hơn một tí. Đây mình xin một hạt nhé, mình xin bạn ấy một hạt cắn thử ra cho các bạn xem. Đây đấy, ăn này nó bùi béo ngậy các bạn. Tại tay mình sờ vào này, cái này nó có đất ấy, nên tay bẩn hết rồi. Đây này các bạn này, bên này còn bao nữa. Nói chung là 37.000 một cân, khô nhé các bạn nhé. Khô, người ta phơi khô, người ta làm sạch đất đấy, sau đó người ta phơi khô. Đấy, buổi sáng á, chúng ta đang có mặt tại chợ phiên, chợ Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ở đây là có lồng chó đây. Coi động vật mình quay ít thôi các bạn. Lợn này, nói chung là quay chia sẻ báo giá sơ qua cho mọi người để mọi người biết được. Mình nghĩ là ngan gà vịt là sắp sửa là bán chạy ở đấy, bởi vì là bây giờ là sắp sửa đến ngày rằm à đâu, gọi là rằm tháng 7, rằm tháng 8 ở trên mình tổ chức nó khá là to. Đặc biệt là đối với các đồng bào ở trên vùng cao ấy thì là ăn như kiểu Tết luôn đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ nó cũng đỡ hơn ngày xưa rồi. Ngan này các bạn này, ngon chưa? To chưa? Với con này chắc phải tầm 4 cân nhỉ? Trên dưới 4 cân. Bé này này các bạn này, bé này được bố mẹ mua cho cặp sách mới nhá. Cái này mới mua hả chị? Cái cặp này bao nhiêu tiền? 70.000. Bây giờ là bố mẹ đã chuẩn bị dép này, cặp sách, quần áo này, sắp sửa đi học đấy các bạn. Giờ này gần đây chợ trên miền núi rất là đông nhé các bạn nhé. Hai cháu. Rồi, bây giờ thì Hải sẽ đưa cả nhà đi vào trong chợ. Đây cổng chợ đây các bạn. Mấy cái hôm trước ấy thì mưa tầm tã, nhưng mà hôm nay thì rất là vui các bạn. Hôm nay thì đã lắng rồi. Khu vực này thì bà con bán đồ ăn này, ví dụ như là đậu phụ này. Đấy, nhiều đồ lắm các bạn. Bánh chưng này, bánh gai này. Đây, đây có cả bánh rán nữa này các bạn. Rán, bánh chưng, bánh gai. Bánh rán, bánh gai. Bánh gai đủ loại. Đây là bánh gai. Đấy, buổi sáng ở đây là mình thấy là người ta bán chè nhá. Xin giới thiệu với ông bà cô dì chú bác, đây là chè San Tuyết Bản Liền, chè sạch Bắc Hà. Ở trên kênh của Hải thì cũng đang giao mặt hàng này rất là nhiều, đặc biệt là vào thời gian Tết, nói chung là mùa quanh năm ngày tháng. Ông bà cô dì chú bác là có dịp thì mua hãy ủng hộ Hải nhé. Bây giờ Hải cũng đang giao đấy. Và ngày hôm qua thì Hải có mấy đơn. Hình như hôm qua Hải xuất khoảng 5 cân chè. Các bạn cứ inbox Zalo ở trên kênh của Hải. Số điện thoại là 0379420217 để Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn nhé. Đấy. Hai mẹ con đi chợ phiên ngồi bán hàng các bạn. Cái này chè dây hả cô? Chè dây này. Cái này là uống ví dụ như chữa bệnh dạ dày này, giảm mỡ máu này, thanh nhiệt cơ thể này. Đấy, nói chung là làm mát đấy. Cái này rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn nhé. Cái này bao tiền một cân bác? Chắc là 60 nhỉ. Thường thường là mình hay hỏi ở trên chợ là bà con bán là 60.000 một cân. Và cái túi này chắc là một cân luôn các bạn. Nó nhẹ lắm. Chè dây nhé các bạn nhé. Không, ở đây chắc bán 59.000 thôi. 59.000 nữa. Bớt được 1.000 lại đâu. Còn lá gì đây bác biết không ạ? Lá sen này. Chữa mỡ máu. Đúng rồi, lá sen này làm mát cơ thể này, giảm mỡ trong máu này. Đấy. Và bên này thì bác bán cả trứng này. Và rồi cháu cảm ơn bác nhá. Ở đây thì mình thấy là người ta bán bánh bò này các bạn này. Cái nhỏ này chắc là 35.000 một cái đấy, bởi vì là cái loại to mình hay hỏi trên chợ là 50.000, nhưng mà đây là loại nhỏ là 35.000 một cái các bạn. Bánh bò nhá, bánh bò đường. Người ta làm từ đường phên ấy.
cái đường mà đường cục ấy, đường bánh ấy. Ôi, bà chủ làm chanh chưa? Nhìn phát ra đây thấy chảy chân răng rồi. Bao nhiêu tiền một cân cô? 15.000. À, 15.000 một cân ạ. Hình như bạn ấy có cả quả của táo mèo này bạn ấy. À, táo mèo chuẩn luôn à? Chuẩn luôn. Táo mèo. Cái này mua về để phơi khô đun nước uống này. Hoặc ngâm rượu này các bạn này. Táo mèo nhé cả nhà nhé. Chợ phiên buổi sáng, mọi người đi chợ mua đồ. Đấy, ở đây thì mình thấy là có một rổ quả chám này các bạn này. Vừa đấy là quả táo mèo, còn bên này là người ta bán quả chám này các bạn này. Đấy. Quả chám này các bạn nhìn. Cái này thì kho thịt nhỉ các bạn nhỉ? Kho thịt, kho cá. Nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể đập dập đi rồi cho cả quả vào. Rồi cho cả vào, cả hột luôn các bạn. Nếu mà ai có thời gian mà luộc lên xong té ra, lấy cái vỏ thôi, còn vứt cái hạt đi. Chám. Chám kho các bạn. chám kho cá. Cái này ăn ngon lắm này. Chắc là đặc biệt là mùa đông các bạn. Mùa đông thì ăn quá là hợp luôn. Vì rét ấy, cảm giác ăn đồ kho là ăn được nhiều. Ở bên này thì là mình thấy là bà con bán thảo dược này. Các bạn biết củ gì đây chưa? Wow, củ này nhiều thịt thế nhỉ? Hình như là củ này nó thuộc dạng vào củ đực rồi các bạn. Nó rất là nhiều thịt. Đấy, xin giới thiệu với cả nhà, đây là tam thất tươi. Cái này thì rất là bổ các bạn. Các bạn có thể mua về có thể là linh hầm, nấu cháo, nấu xương. Bồi bổ sức khỏe. Đấy, hoặc là các bạn có thể là ngâm mật ong, hoặc là phơi khô tán thành bột. Nói chung là mua về phơi thì nó rất là kỳ công các bạn. Thôi tốt nhất là các bạn có thể là mua đồ khô. Đây, khô thì có củ khô, mà tươi thì có củ tươi. Đấy, những cái củ đực khô đây. Đây là củ đực này các bạn này. Những cái củ đực thì nó có một, thường thường là nó có một nhánh và cái thịt của nó rất là dày. Thì cái này xay ra thành tán thành bột ấy thì nó chất lượng hơn. Còn ví dụ như củ cái, thường thường là người ta hay chia sẻ là những cái củ cái ấy, thì nó có nhiều nhánh, nhiều cái nhánh nhỏ, người ta gọi là củ cái. Đấy là kinh nghiệm của mình trên chợ phiên, mình hỏi như vậy. Tam thất khô nhé cả nhà nhé. Ông bà có gì, chú bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với kênh. Số điện thoại Hải ghi ở dưới màn hình ấy. Đấy, các bạn có thể liên hệ qua Zalo. Còn đây này, người ta bán cả lụ hoa tam thất này các bạn này. Lụ hoa tam thất khô. Cái này là uống nước chữa mất ngủ rồi giảm mỡ máu. Và nó có, nói chung là nó có rất là nhiều tác dụng. Đấy, các bạn có thể là mua cả bột này. Đấy, các bạn có thể là lên vùng cao, có thể là gặp bạn này. Hình như bạn này là hay bán ở chợ Bắc Hà là rất là nhiều. Đây. Và đặc biệt là ngày hôm nay ở Bảo Nhai cũng nhiều các bạn. Và đây mình thấy là củ. Đây là các bạn nhìn biết củ gì chưa? Ôi. Củ này được gọi là củ gấu tàu. Gấu tàu. Rất là nhiều ông bà có gì chú bác hỏi mua cái này. Nhưng mà loại này là nó đắt ngang với thịt trâu nhá. Đấy, giá hiện tại bây giờ là người ta đang bán lẻ ở chợ là các bạn biết là bao nhiêu? 200.000 một cân. 200.000 một cân thì chứng tỏ là nó ngang với thịt trâu. Thịt trâu 180-200. Và cái này thì Linh cũng đinh hầm các bạn. Nhưng mà Linh lâu không nói có độc. Thật ra là mình cũng chưa sử dụng bao giờ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của người ta truyền lại, ông bà truyền lại thì thứ nhất là cái này phải tránh xa trẻ em này. Không chẳng trẻ em thường là củ quả gì nó lại cắn vào này, rất là nguy hiểm. Tránh xa trẻ em. Đấy, cái này thì linh hầm để bồi bổ sức khỏe, hoặc là các bạn có thể là ngâm rượu để làm thuốc bóp ạ, chữa tê bì, nhức mỏi cơ thể.
Đấy, chị này cũng đang đi chọn tam thất đây. Tươi. Cái này là một củ là vừa một lồi vừa một bữa luôn đấy các bạn nhỉ. Vì củ nó cũng to. Ô, hình như hai chị em à chị? Đây à? Sao nhìn phát phát giống nhau nhỉ? Mình nhìn ấy giống như kiểu hai chị em ấy. Ở bên này chị tranh thủ té cả lạc đỏ này các bạn này. Lạc đỏ này rơi vào tầm 90. Đây lạc đỏ này. Lạc đỏ này là ở trên mình bà con trồng nhá các bạn nhá. Chứ không phải người ta nhập từ Trung Quốc đâu. Mà người ta trồng ở trên lương ấy. Cái này được gọi là lạc đỏ ta không nhỉ chị nhỉ? Lạc đỏ to ta nhỉ? Đấy. Cái này ăn ngậy này, béo này. Đấy, nó có chất dầu ạ. Đấy, ở trên chợ phiên thì nhiều lắm. Đặc biệt là các chị bán tam thất. Hình mình là chuyên gia là tam thất rồi. Bởi vì là tuần nào mình thấy là chị bán tam thất. Thế. Người ta bán nhiều một loại trong vòng nhiều năm thì gọi là chuyên gia các bạn. Chứ ví dụ bán 1-2 ngày thì gọi là lác đác. Còn bán quanh năm ngày tháng, ngày nào cũng bán thì gọi là chuyên gia. Đấy. Ông bà cô gì chú bác nào đi chợ phiên Bắc Hà hoặc là các chợ Cốc Ly, Bảo Nhai. Đấy. Gặp chị đi thì có đồ tam thất nhé các bạn nhé. Chị bán cả hạt dổi này các bạn này. Đây. Wow, hạt dổi thơm quá các bạn ơi. Đây là một trong những gia vị nổi tiếng ở Tây Bắc. Bao gồm có gọi là ngũ gia vị. Ví dụ như là hạt dổi là một này. Đây hạt dổi này. Thảo quả này, mắc khén này, hoa hồi này. Cái gì nữa nhỉ? Bốn loại thôi à? Nói chung là mình dạo này nhanh quên. Hạt tiêu thì không phải trên mình trồng được rồi. Đấy, còn hạt dổi trên này thì có. Đấy. Mắc khén, hoa hồi, thảo quả, hạt dổi. Thôi tạm thời mình giờ là hay quên đấy các bạn. Đây, chợ phiên đây. Gừng. Một cái không gian nhỏ ở khu vực này thôi nhưng mà mình thấy là người ta bán rất là nhiều tam thất nhé các bạn nhé. Một buổi sáng ở trên chợ Bảo Nhai. Nhưng mà cái điều thú vị là nó không nằm ở vị trí này mà cái vị trí đặc biệt ấn tượng Hải giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là khu vực khác. Tí nữa Hải sẽ dẫn các bạn đi, các bạn đợi Hải một tí nhá. Giá đỗ này. Và đây thì có ổi này, ổi có ổi to chưa các bạn ơi? Đây hình như là ổi lê các bạn ạ. Ngày xưa thì có ổi trâu, quả rất là to nhưng mà bây giờ thì người ta đa số là hay trồng những loại ổi lê. Quả tròn to, sáng màu, đẹp các bạn. Đấy, bác này đang mua dưa, đây gọi là dưa người Mông. Hay người ta gọi chung chung nó là dưa mèo. Đấy, bao nhiêu tiền một cân anh? 10.000 một cân. Dưa nhá cả nhà nhá. Ở trên mình thì nông sản dưa lúc nào cũng có. Bà con trồng rất là nhiều. Người ta trồng xen kẽ vườn ngô, vườn bí. Ôi ở đây thì mình thấy là bác ấy bán măng các bạn. Đây xin giới thiệu cả nhà, đây là măng lứa ở trên Tây Bắc. Măng lứa này thì ngon lắm các bạn. Và trên kênh của Hải thì đang bán loại măng lứa khô. Còn tươi này thì vận chuyển nó hơi khó. Nên Hải chủ yếu là bán loại khô thôi. Cái này là người ta bán 10.000 một cân ha. Ở đây thì bác em chưa bó nhưng mà thường thường là mình thấy hay thấy ở chợ là bà con là bán 10.000 một bó. Và một bó nó tương đương với một cân. Măng lứa nhá cả nhà nhá. Cái này thì người ta luộc rồi. Còn là măng khô thì nấu miến. Nấu cùng với xương. Đấy, ăn rất là ngon. Ôi. Bác ấy có ớt siêu cay này các bạn này. Ớt nhỏ. Ớt này 100 mấy một cân bác? 100.000 một cân. Thế chứng tỏ bác bán rẻ đấy. Ở trên chợ phiên cho thấy là những cái quả nhỏ như thế này này mà người ta bán 180, có lúc thì 200 đây quả này. Đấy. Cái này nhà bác trồng được à? Nhà bác trồng được. Và cái này. Và đấy. Bán rẻ đấy. Và tầm này là muối ngon rồi. Muối ương ương này nó mới ngon này. Chứ chín quá thì nó lại nhanh lún.
Đấy, chị đi mua hẳn được một bao đồ quá. Vác, mua nhiều quá bây giờ là phải vác lại. Đây là xuất hiện hai quả mít này các bạn này. Mình chưa biết là mít mật hay mít dai, mình thử đoán. Nhưng mà thường thường là trên chợ đa số là toàn mít dai đây các bạn. Xem chín chưa nha các bạn nhé. Ừ, chín rồi. Mẹ. Cái này mít mật hay là mít dai ấy cô? À mít dai à. Bao nhiêu tiền một cân à? 10.000 một cân. Vâng, to nhỉ. Đấy, quả này chín rồi nha các bạn nhé. Đây là mít ta chứ không phải mít Thái. Đấy, mít ở trên mình hay đa số là trồng mít ta. Thường thường là một số quả mít ta, mít đặc biệt là mít dai các bạn, ở trên mình là ở trong những cái múi ấy, thì tẽ ra là nó có mật nhá, nó có nước và cái đấy là người ta gọi là mật. Đợt trước nhà mình có một cây ăn ngon đấy các bạn. Ui ngồi đây thơm nhỉ các bạn nhỉ. Ngồi đây em ngửi một cái mùi mít khá là quen thuộc, bởi vì là nó gắn bó với mình từ ngày xưa, từ nhỏ. Wow, xôi này các bạn ơi, xôi màu nhá. À cô bán mà hết lá luôn. Hết lá luôn. Chạy quá này. Mà xôi sắp hết rồi các bạn. Hết rồi. À, cái này chỉ còn vài người mua là hết rồi. Xôi màu nhá các bạn nhá. Ở trên vùng cao, đặc biệt là các chợ phiên thì các bạn đi thấy là gặp xôi màu rất là nhiều. Những cái màu này thì người ta làm từ những cái lá cây hoặc là những cái hoa hoặc là quả để tạo nên màu. Bánh mặn đúng không? Bánh nhân lạc. Bánh trái này. Và bây giờ thì Hải sẽ dẫn ông bà tới một cái vị trí ở trong chợ cực kỳ là thú vị và nó làm cái phiên chợ Bảo Nhai này lên đặc sắc hơn, trở lên thú vị hơn và ấn tượng hơn. Ấy, ở đây là cô có món sung muối. Này. Sung ở trên chợ hơn ở trên mình thì nhiều lắm. Sung muối. Đi lên đến đây đi chua. Hình lên đến đây mới trộn. Hình như là ăn sung chữa bệnh gì nhỉ, mình quên mất. Dạ dày. Dạ dày. Đấy. Dạ dày với mẹ đại tràng. Đúng rồi, cháu thấy mẹ cháu hay muối này, mình biết ngay là chữa bệnh gì, mình biết ngay. Cái này bác mới muối đúng không? Nó còn sáng nay mới trộn. À. Không. Sáng nay mới trộn. Chưa về ngấm là vừa. Bây giờ về để tủ lạnh. Vâng. Chưa ngấm là vừa. Ngấm là vừa. Cái này ngấm nhanh mà. Ôi, ở đây là bác bán la ta này các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn những cái mắt của quả la này. Đấy. Đấy. Đấy, sung. Người ta bảo sai như sung nữa. Hoặc là há miệng chờ sung. Ôi, nói chung là có nhiều câu lắm các bạn. Và bác đây, à đây có cà này các bạn này. Cái món sở trường đây các bạn. Cơm canh cà rau đay mồng tơi. Những cái món mà rất là bình dị nhưng mà nó rất là ấn tượng và nó gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Đây, cà pháo. Đây là cà pháo giòn màu trắng. Và bác ấy bán cả măng muối luôn này. Đấy, những cái túi. Cái này dành cho một số nào các bác nào lười là một này. Hoặc chưa có thời gian để làm thì có thể là đến đây để mua và mang về dùng luôn các bạn. Ui củ khoai này to nhỉ. Cái dòng khoai này mình không biết là gọi khoai gì đấy bác. Khoai sọ à? Không phải chứ. Khoai phố à? Hà Lệ phố à hay là đây. Khoai to nhỉ các bạn nhỉ. Một cái củ này mình đoán nó phải rơi gần một cân các bạn. Để xem anh cân xem bao nhiêu đây. Ôi, 1,4 cân. Bao nhiêu cân nhỉ? Rất là nặng nha các bạn nhé. Đấy, một củ này 35.000. Nói chung là nó nhiều thịt. Đấy, nó rất là nặng, nó chắc các bạn. Mình không ngờ là mình đoán nhầm đến một nửa luôn. Đấy, chợ phiên, mọi người đang đi chợ, đi mua đồ rồi... đi mua rau củ quả về để dùng. Vực này thì bà con ăn phở này,
chợ phiên thì Bảo Nhai thì về ẩm thực thì đơn giản đấy các bạn. Thì có thịt lợn đen, thịt lợn gọi là kết hợp với phở đỏ hoặc là bún rất là nhiều. Một cái khung cảnh trong chợ phiên ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là khu vực này các bạn. Khu vực này thì mang đến một cái cảm giác đó là bình yên này, thoải mái này, thư giãn này và trong lành và mộc mạc giản dị. Đấy, nói chung là có rất là nhiều ấn tượng ở cái khu vực này. Đấy, những cái lều, không biết được gọi là lều à? Và những cái quán các bạn, những cái quán của bà con dựng lên thì nhìn nó mộc mạc ấy. Và đặc biệt là ví dụ như là ngày hôm nay nắng này các bạn này. Ngày nay nắng thì mình thấy là ở trên này có những cái cây nó che nắng rất là to và che nắng để cho mát các bạn. Đấy. Mình đến cái khu vực này thấy là nó rất là mát. Đấy. Bên này thì bà con bán dao này. Đấy. Đủ các loại dao, dao phay, dao mổ lợn, rồi dao thái, dao chặt xương và có cả dao mèo nữa các bạn này. Đây. Đây các bạn này. Đây dao mèo này, người ta làm những cái khuy đồng nhé các bạn nhé. Đây, khuy đồng này các bạn này. Cái bao nhìn nó cong vút đây. Cái này bán lẻ bao nhiêu tiền cái chị? Cái này á? Vâng. Mấy trăm? 180. 180. Hình như là chị ở trên Sapa xuống đúng không? À, mình là người dao đen nhỉ? À, Thác Bạc xuống đúng không? À, gần đến sao trung tâm Sapa đấy à? Vâng, em xem tí. Lâu lâu thấy một số bác ở Sapa xuống dao dựa, để dao dựa này. Dao này chặt củi, chặt xương. Rồi nói chung là thích làm gì thì làm, mang lên đồi cũng được các bạn. Đấy. Cái dao này hình đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, người ta có những loại mà cái form nó rất là đẹp. Cái này làm từ nhíp ô tô hả chị? Nhíp xe ô tô. Đẹp. Đây, ở đây chị bán cả hũ măng này, đấy, măng muối ớt, măng mai muối ớt các bạn. Một bình này này bao nhiêu tiền chị? 40.000. Hả? 40.000. Cái này mới muối nhỉ? Cái này để lâu các bạn, ở trong này có muối để rất là lâu. 40.000 một hộp các bạn. Các bạn có thể là mua măng xong mua ớt về tự muối. Cái này chị cho tỏi không? À, cho ít tỏi thôi nhỉ? Đấy, tỏi mới... hoặc là cho quả mốc mật các bạn. Chợ phiên nhiều lắm. Ở bên này thì mình thấy là cái món đặc trưng ở trên vùng cao và chợ phiên nào cũng gặp đó là rau dớn. Rau dớn kết hợp với lá đu đủ. Đây. Cháu chào bác nhá. Vâng, đây chào tí, cho review cho mọi người xem này. Ôi, mớ này to nhỉ. Chắc là 10.000 món này các bạn. Thường thường là mình thấy là người ta bán 5.000 thôi nhưng mà mớ này to là mình nâng cấp lên thành 10.000. Lon chưa? Cái này là món không phải gọi là món truyền thống nhưng mà bà con ăn từ ngày xưa rồi, rất là lâu rồi. Kết hợp với lá đu đủ nha, chuẩn bài luôn nha các bạn. Đây măng này, măng lứa này. Măng nứa luộc. Măng tép, cái này gọi là măng tép nứa. Vì nó nhỏ gọi là măng tép á. 10.000 một bó. Cháu chào bác nhá. À. Và chín chưa bác? Chín rồi đây. Ơ cái loại nhỏ này thì vay tiền cấn. Này 15. 15 à? Chín rồi á? Chín rồi đây. À chín rồi đây. 15.000 một cân. Có mua bở hàng cho ông vâng. 1-2 cân đi. 1-2 cân à? Vâng, tí cho mua. Giờ cầm không cầm được. Hôm nay cháu còn không cầm máy to, cầm tay mỗi cái máy nhỏ. Đây này. Vâng. Cái loại này loại như kiểu bác loại ra hay sao ấy chứ? Không, loại này là la dai đấy, la dai địa phương như thế. À, la dai ăn mới ngon bác nhỉ? Đấy, la dai địa phương. Kiểu bóc ra xong ăn cái múi nó ngon, nó dai dai, gọi là la dai các bạn. La dai. Còn la kia thì nó kiểu nó có sần sạn và nó mềm hơn. Nó bở đâu. Và nó bở, gọi nó bở. La ta nhé các bạn nhé. Cái này nhà bác ở bác cái ngầm. Đường bác ngầm à? Cái đường vào Cúc Ly à? Không, đường bên dưới cây xăng một tí. Ôi nhưng mà đường vào Cúc Ly cho thấy người ta cũng trồng nhiều la nhỉ? Đấy, đấy. Bác có hay đi chợ Cúc Ly không ạ? Có. À, có đi chợ Cúc Ly.
đâu có địch, người ta cứ đi. Nhưng mà hôm nay mình thấy bác bán toàn hàng siêu mini. Dưa cũng mini và cái này mini. Và thôi cho cảm ơn bác nhé. Có gì mua cho quà ủng hộ. Và tối bác cứ vào kênh Hải Bảo Tháng có. Và tối có ngay. Và Hải Bảo Tháng. Và Bảo Tháng, em ở Bảo Tháng. Ờ thế ờ. Kênh YouTube và YouTube ạ. Hải Bảo Tháng. Ôi quả bí này. Nói chung là đây là những cái rau củ quả bà con tự trồng mang đi chợ phiên để bán ạ. À, ở đây có bắp cải này, chắc là tí mình phải mua về để cho gà các bạn. Bởi vì là gà tre của mình nhốt một tuần nay này nó chưa được ăn rau. Có nghĩa là cho rau về cho nó mổ cho nó mát. Đấy, cái rau này luộc xào ăn ngon lắm các bạn này. Rau cải, rau bắp cải. Chắc ở trên Sapa thì trồng được nhiều bởi vì là trên đây rét đấy các bạn. Nên nó hợp khí hậu nên mình thấy là nó cuộn chặt lắm. Ui ôi. Một cái bắp này nó rơi vào khoảng chắc phải gần trên dưới 2 cân các bạn. To. Thôi tí về mình cầm sau, bây giờ là mình cầm máy quay nên nó cũng chưa mua. Đi sách xong đi quay nó hơi khó các bạn. Tí về những cái đồ gì mà cần dùng thì mình sẽ mua sau. Ôi mít này. Đến đây ngửi ngay mùi mít thơm của bà. Mít dai. Đoán ngay là mít dai. Bởi vì là bác ấy mổ. Mít mật là người ta không mổ kiểu này mà chỉ có mít dai thôi. Ui đây, đây hạt mít này các bạn. Cái này luộc nhỉ. Cái này là người ta hay trêu là luộc vào ăn là hay bị đánh bom. Đánh gọi là thả bom các bạn. Bé ơi ăn mít đi. Và đấy. Đấy. Bài bán nổi bài chạy đâu rồi. Chuối. Sao? Một à bạn xách đi ở đây. À, không quên không có điện thoại cô xách ổi đi với chú đi mà hai người đi chợ mà. Không có điện thoại. Đây, con. Vâng. Ôi chám này. Thôi hôm nay không quay nữa. Cháu đi chơi rồi. Vâng. Và ôi, ở đây là mình thấy là người ta bán cả lụ hoa đu đủ đục tươi này các bạn này. Đây. Cái này các bạn mua về để ngâm mật ong nhé các bạn nhé. Hoặc là xào nấu để ăn. Tươi. Còn bên này bà con bán rau dớn, à, rau gọi là rau rút, rau thối đấy. Cái này xào trứng này. Măng. Nói chung là một cái khung cảnh buổi sáng ở khu vực ở đằng sau mình thấy là khá là ấn tượng. Ở đây. Thôi chúng ta sẽ đi một vòng vậy. Chợ phiên thì còn nhiều lắm các bạn. Bên này là mọi người đang ăn sáng à. Đấy. Ăn phở, ăn bún. Đấy. Có nhiều món các bạn. Đây. Ăn rau muống ở dịch vụ tận nơi đây. Đấy. Mọi người ăn sáng đông chưa? Đây, bên này cũng vậy này các bạn. Ở đây thì bánh cuốn. Đấy. Bên này thì có phở. Đây, mình xem bác có món là gì nào. Đấy. Đây là, ui, sao trễ con này to thế nhỉ. Đây này các bạn này. Trễ con này mình thấy rất là to. Có cả thịt gà này, phèo này. Đấy. Ở đây thì phở đỏ này. Đấy, các bạn có thể đến đây dùng bữa sáng. Ở chỗ này mát nhỉ, à có cái quạt. Ở đây là có cái quạt thì là mình thấy nó phẩy phẩy mát hết. Xem bên này món gì này các bạn. À đây là thịt bóc này các bạn này. Đấy. Hay là có lẽ chúng ta sẽ đi ăn sáng là tí nhỉ. Bác ơi cho cháu bắt phở nhỉ. Nhưng mà cháu ăn thịt bóc này này cho nó mềm. Răng bây giờ là cháu rụng hết rồi. Yếu rồi. Vâng. Đây cháu thi ăn đấy. Không cho lòng nhá. Cho nguyên thịt bắp thôi. Vâng, ăn phở đi. Người ta gọi là chán cơm thèm phở. Cái câu đấy hơi nguy hiểm nhỉ các bạn nhỉ. Đây, cho cháu một bát 30.000. Nguyên thịt bắp. À, đây gọi là thịt bắp nhỉ.
đầu góc. À, cái này nó dành cho người yếu răng. Vâng. Thôi bây giờ thì để cho bác làm xong là mình sẽ ngồi đây các bạn. Mình ngồi riêng một bàn đây cho nó thoáng luôn. Rồi ok các bạn nhá, hôm nay thì Hải sẽ mời ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người xem ăn một cái bát phở bình dân ở chợ Phiên. Và đặc biệt ngày hôm nay thì có mặt tại chợ Bảo Nhai thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Và cái chỗ này thì mình gọi là thịt, gọi là má đầu ấy. Những cái thịt nó dị, gọi là thịt thịt bóc các bạn, mình hay gọi là thịt bóc, nó mềm. Đấy. Không biết là ăn có hết hay không. Mình ăn này là mình nhịn cả ngày luôn nhé các bạn nhé. Đây. Thôi bây giờ thì chiến thôi các bạn. Đấy, Hải mời tất cả ông bà cô dì chú bác nhá. Bây giờ thì Hải sẽ vắt chanh các bạn. Rồi. Hình như con lợn này mình thấy là nó già rồi các bạn. Chắc là phải rơi vào trên trên tạ hoặc là trên dưới hai tạ đấy. Bởi vì là cái thịt của nó đỏ các bạn. Nó thâm vào như kiểu thịt trâu như các bạn nhỉ. Sướng thế, vừa ăn được ăn thịt lợn thì tưởng là thịt trâu. Đấy. Thấy nó thịt nó thơm các bạn. Đấy, rau thơm này. Rồi, mình thử xem nước dùng của bác đây có ok không nhé. Đây. Phải đây. Ôi. Ăn phải ngay phải hột chanh các bạn. Nói chung là nước nóng này, đấy, phở đỏ, phở truyền thống. Quất thôi các bạn, bây giờ là mời cả nhà. Mình làm một miếng thịt bắp này nhá. Đây. Ui, bác ấy thái to quá các bạn. Mình là người nhỏ con sao lại ăn miếng to này. Đúng là thịt mềm các bạn. Ui, chất lượng không các bạn. Mềm nhờ. Này đúng là dành cho người yếu răng thật. Wow, lòng quá các bạn ơi. Và ăn rau thơm rồi cơ. Hôm nay là chỗ này là đúng là một mình ngồi luôn. Chỗ kia thì rất là đông. Mình chọn ngay chỗ này. Nóng quá. Hải cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác rất là nhiều nhé. Đã xem video và ủng hộ kênh cho Hải. Và rất là nhiều các bác mua hàng ủng hộ. Đấy, ở trên kênh của Hải thì bán đồ khô, cả đồ tươi, đồ ngâm rượu, thảo dược. Nói chung là có tất các bạn. Ví dụ, Hải ví dụ nhé. Hải lấy nhiều quá nhưng mà chỉ ví dụ một số loại cơ bản. Như là chè San Tuyết, chè sạch Bản Liền, lấm ninh xanh, lấm ninh chi, chẩm chéo, tam thất, rồi sâm cau ba kích, sâm đương quy, tắc kè xanh, tắc kè đỏ, khúc khắc khô, khúc khắc tươi. Đấy, nói chung là nhiều lắm các bạn ơi. Và đặc biệt là không thể thiếu đó là mật ong khoái rừng các bạn. Bên cạnh mật ong khoái thì không thể thiếu đó là bột nghệ vàng. Bột nghệ vàng thì Hải cá bán cả bột nghệ thô và bột nghệ tinh nhé. Ui, nóng quá các bạn. Để toát mồ hôi các bạn. Có lẽ là trời ngày hôm nay thì sẽ rất là nắng ấy. Buổi sáng nào mình đã thấy toát mồ hôi rồi. Ui, bác ấy cho nhiều thịt quá các bạn. Đấy các bạn vừa xem là một đống thịt bắp. Nói chung là thịt bắp nó rẻ các bạn. Và ăn nó mềm. Nóng ấy. À, mình có cách các bạn. Tranh thủ phở nó nóng ấy, thì mình sẽ rúng rau thơm.
sắp sửa rụng răng này các bạn. Nóng quá. Đây, ba cái thái như kiểu thái miếng to này, xong này như kiểu thịt kho kho tàu nhỉ. Nhưng mà mình nghĩ con này nó to rồi các bạn. À, quên mất băng nhắc đến ớt, chưa cho ớt. Ở nhà mình hay quen ăn chẩm chéo các bạn. Hôm nay mình không mang. À, cái chẩm chéo của mình ớt nó vừa phải thôi, nhưng không phải là cay xé. Nói chung là cũng hệ cay cay đấy. Ví dụ trong lớp thang 10 điểm nó phải cay đến 8 điểm rồi các bạn. Ớt cay nhất ở trên chợ bà con bán là cái loại ớt nhỏ. Ớt thì còn là ớt mini nhỏ, siêu cay. Nóng quá. Hôm nay mình đi quay là chưa gặp bạn bè nào đi nhỉ? Hôm mình hay đi quay gặp một số bạn đi cùng ấy. Nhưng mà hôm nay không hẹn từ tối hôm qua. Hôm nay chưa gặp ai. Nóng quá. Cài cài. Hải sẽ cố gắng ăn lốt ban này, sau đó là sẽ đi quay chia sẻ tiếp cho ông bà. Nếu như mình là người gọi là gì nhỉ? Gọi là hướng dẫn viên du lịch. Cái chỉ tiêu của hướng dẫn viên du lịch ấy, thì là phải am hiểu văn hóa địa phương, các vùng miền, rồi nói tiếng Anh giỏi, giao tiếp xúc tốt. Hải thì chắc là không được cái đấy. Nhưng mà đang trên quá trình gọi là học hỏi các bạn. Bởi vì là ngày xưa Hải cũng đi làm công nhân ấy, cũng ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên đi quay này nó cũng nhiều khi là bỡ ngỡ và nó cũng không mạnh dạn lắm. Và nói chung là bây giờ thì Hải chủ yếu là đi quay, thì gọi là trên đường học tập các bạn. Còn học tập này được bao nhiêu thì cái môi trường xung quanh hoặc là mình sẽ tích lũy dần thôi. Cái này nói học ngay thì cũng rất là khó, vì ăn nói nó chưa khéo ấy. Nóng các bạn. Thôi, có lẽ là video ăn uống của Hải thì tạm dừng quay tới đây. Còn ăn xong thì Hải sẽ đi quay chia sẻ tiếp nhé các bạn nhé. Chứ không bắt các bạn ngồi đợi cả ăn hết bát phở này nó rất là lâu. Nên Hải xin tạm dừng ở đây. Nhưng mà có một cái điều là cái thịt bắp này các bạn, nó mềm. Được cái là nó mềm. Đấy. Mình hay trêu cái món này là dành cho người yếu răng các bạn. Đây là một đại gia đình đi chợ phiên đây các bạn, đi ăn sáng. Mình thì vừa ăn bên kia rồi, nhưng mà thấy bên này
là nhà anh là hai gái một trai à? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là trẻ chứ? 30 trẻ nhỉ? Mình đầu vốn đây các bạn. Đây các cháu nhỏ thì sắp sửa đến mùa học sinh rồi các bạn. Bố mẹ đưa đi mua quần áo, giày dép này, cặp sách này, đấy. Đây bà chủ cũng xinh xắn. Thôi cảm ơn anh nhá, mọi người dùng ngon miệng nhá. Đấy, bây giờ thì Hải sẽ đi quay chợ tiếp các bạn. Ôi, nóng quá. Ngày hôm nay, mấy ngày hôm trước thì mưa to, mưa rào, hôm nay thì nắng. Đây, quán, cái này được gọi là bánh truyền thống không nhỉ? Cái này là bánh dày truyền thống. À, bánh dày truyền thống à, đây là bánh khúc này các bạn này. Đấy. Còn đây là bánh dày có nhân này. Đấy. Các bạn thích ăn loại nhân mặn, nhân ngọt đều có hết. Đây, ba cái gói rất là nhiều. Chuyên gia làm bánh. Đấy, cứ 20 hả bác? Cứ 20.000 nữa. Một bình nhỉ? Vào. Đây, bên này xúc xích nhiều này các bạn này. Ồ. Hình như là bà hôm nay có nhân viên khác hay sao ấy? Vào. Mọi hôm này không thấy. Nhưng mà hôm nay chó chót dại bên kia lo lắm rồi. Vào. À. Cho cháu xin cốc nước nhá. Đấy. Ba cái nhiệt tình lắm các bạn. Mình xin ba cái cốc nước à. Thôi cho làm cốc nước lọc à. Cháu đang béo giảm cân thôi. À, ba cái chuyên Thôi làm cái này giảm cân bạn. Và bò húc thì để lúc nào cùng bạn bè thôi. Chứ giờ chắc là chỉ chơi nước lọc thôi các bạn. Đấy. Hãy mời cả nhà nhá. Bác ngồi rán bánh rán này, xúc xích, bánh trưng. À, to bánh nha, đây, bánh trưng này to lắm nhá, đây, rất là to. Cái bánh trưng ở chỗ mình người ta làm ấy thì mình thấy toàn là cái lá thôi, bóc ra nó bé. Nhưng mà ở đây mình thấy nó to đột xuất các bạn, đây, lá của bác bọc ít, cái nhân nhiều các bạn. Bánh trưng, bánh rán, hình bà này cũng đang ăn bánh xúc xích. Ba này bán hết về được cả. Đấy, khu vực này bà con bán đồ gì đây? Đồ cá. À, cái này ba cái kho sẵn à? À, cái này phơi khô sao này, tẩm ớt rồi. Cua. Cua này các bạn ạ. Cá sông chảy đấy. Ở đây là hình như bạn ấy khêu cả ốc này, khêu cả ốc để khách mua một phát là về việc lấu. Ôi cô tôm nhảy tanh tách. Tôm tươi. Cái đấy là cái này bánh bò ăn có đường. Cái này người ta làm từ cho đường cục ấy, đường phên ấy, đường ngày xưa ấy. Nói chung là cháu ăn rồi ngon phết. Tôm tươi. Tôm này tôm trứng. Tôm trứng à? Ôi tôm trứng. Con tôm ôm trứng. Hoặc là xay ra cho nó nấu lên cho nó được. Và bây giờ mình vừa mới đến. Ui cá này con này. Đấy. Hai lạng. Tôm chất lượng nha các bạn nhé. Đấy, chợ phiên khu vực hàng cá các bạn. Khu vực bà con bán cá sông, cá tự nhiên và tôm tự nhiên. Người ta bắt ở sông chảy hoặc là người ta đánh vó hoặc là đánh bằng quăng chài hoặc là đánh bằng có nhiều cách đánh các bạn. Đây, khu vực bán cá đông chưa? Đây này các bạn này.
Đây các cháu nhỏ này các bạn nhìn này, thấy các cháu nhỏ được bố mẹ đưa đi mua quần áo, mỗi đứa một bịch các bạn. Ui còn dầu phì này, đấy dầu phì to. Như con này nó phải trên dưới 1 cân các bạn. Nhìn thích nhỉ, to chưa? Đấy, con này béo này, dầu phì nó nhiều thịt phết đấy nhá các bạn nhá. Đấy, mua về hấp, nướng, rán. Rất là nhiều món, hoặc là nấu nấu măng chua. Đấy. Ở quán này đông chưa? Quán này người ta đang chọn cái gì đây? Mình thấy là rất là đông. Đấy, ở đây là nhiều chấm này. À, khu vực này người ta mổ luôn nhé, mổ sẵn ấy. Nếu mà các bạn thích mua người ta sẽ mổ trực tiếp luôn. Để cho các bạn về chỉ vừa rửa và nấu thôi. Ôi, ui ôi, hai con cá chiên, cá chê. Để chập phi nhỉ các bạn ơi. Ôi, to chưa. Cái con này nó phải rơi vào 3 cân, 3-4 cân các bạn. Đây, con này to chưa. Ui, mình quay đến đây không hết màn hình. Đây, phải nhưng nếu mà con cá chê này đúng sát 2 mét màn hình này là mình nhân nó khoảng 60 phân các bạn. Nhân cái điện thoại này khoảng 60 phân. Cao, cách xa người nó thì nó mới hết con cá chê. Đấy, cá chê to chưa. Đây này, chê to nhỉ. Đấy. Cá chê chưa ông. Đấy. Phiên chợ Bảo Nhai. Cái khu vực này khá là ấn tượng nha các bạn nhé. Cây cối này, cây cối mát, cây to ở ngay giữa chợ luôn. Ở ngoài đường thì xe cộ tấp lập, ở bên trong thì giản dị mộc mạc. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng dưới khu vực này. À, hình như là bác đang chữa bệnh này. Hình như là bác đang bóp đầu, xoa bóp đầu. Bác ấy bán thuốc vậy. Đây là khu vực toàn cảnh, mình đứng ở trên cao một tí các bạn. Đứng ở trên cao quay toàn cảnh cái khu vực trung tâm chợ Bảo Nhai. Khu vực bên trong này thì bà con bán quần áo này, giày dép này, túi sách này và đồ thổ cẩm nữa, nhiều lắm. Mùa này là mùa học sinh nữa các bạn, sắp sửa đến mùa học sinh nữa. Nên là bố mẹ, ông bà đưa các cháu đi mua cặp sách này, giày dép, quần áo. Người ta gọi là chuẩn bị dần ấy, sắp xếp dần. Ê, bé này mặc bộ quần váy đẹp nhỉ? Anh xem tí. Váy mông đẹp nhỉ? Cháu mấy tuổi rồi em? Ba. À, đẹp không? Quần áo đồng bào. Quần áo này thì mình... thông qua bộ quần áo này thì mình xác định là bạn này mình người Mông nhỉ. Đấy, quần áo người Mông đẹp chưa. Đấy, quần áo nha. 3 tuổi thì chưa đi học được, gọi là đi mẫu giáo các bạn. Váy rất là đẹp. Đấy, ở đây mình thấy là có một cái túi chám to chưa. Nhiều. Mình lại quay trở lại cái khu vực bà con bán chó con. Hình như anh này mua được con lợn này, các bạn này mua lợn đen, lợn con. Còn ở đây là cún con. Chợ Bảo Nhai mình đã đưa ông bà, cô dì, chú bác đi khám phá một vòng rồi đấy. Ngày hôm nay thì nắng, trời đẹp, nói chung là trời đẹp. Mưa nhiều thì nắng cho nó bà con đỡ phải chịu những cái cảnh sụt lở hoặc là mưa rào. Mưa nhiều quá cũng không tốt quá, cây cối nó sẽ úng nước. Đây là mé ngoài đường, trời nắng rồi. Và video của Hải thì cũng khá là dài rồi. Cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác xem video ủng hộ.
Xin hẹn gặp ông bà có gì cho bác vào video clip tiếp theo ở trên kênh nhé. Chúc ông bà sức khỏe.